Chào tất cả mọi người nhé. Bức ảnh đứng dạng chân nhìn ưng quá. Nhiều khi cứ thấy dạng ra là người Việt mình á ý tứ, đúng không? Đứng phải khép nép. Ôi trời ơi, cái ảnh đấy nhìn nó gì nhỉ, ngầu. Rồi bây giờ thằng Ngụy Vũ mẹ con bé tí là đưa nhau ra tòa, nói đưa nhau ra tòa, nhưng mà từ xưa đến nay các bạn có thấy bọn nào nó đưa nhau ra tòa thật không? Toàn những thằng đe dọa nhau, tòa con mẹ gì, tưởng ở Mỹ ra tòa là dễ lắm mà. Đưa nhau ra tòa một lần đến nói chuyện với luật sư thì cũng mấy trăm đô rồi. Chưa nói đưa ra tòa để làm cái này làm cái kia nữa, bao nhiêu tiền nữa. Mấy cái thằng ngồi phun bọt mép mà đòi kiện người này người kia cũng sốt ruột, đúng không? Trừ khi nó phải làm một cái doanh nghiệp nó rất là làm rất là nhiều tiền, xong rồi có một cái người nào đó đi phỉ báng, xong làm cho cái doanh nghiệp của nó bị thất thu. Thu nhập bị thấp đi vì những cái lời nói, những cái vu khống như thế. Bắt đầu người ta mới khởi kiện. Mà khởi kiện nó cũng phải nhìn xem là cái đối phương mình nó có tiền để nó trả không. Ví dụ như là nó giàu có, nó có thu nhập rồi nó có tiền thì mình mới kiện nó chứ. Cái mẹ cái thằng đó, trên răng dưới tạc đạn, trên răng dưới dép đó, thì kiện để làm cái gì, mất thời gian. Tiền đâu mà kiện. Mẹ chúng mày nên trên này toàn bọn nói phét, phun bọt mép xong rồi bắt đầu nói lung tung, kiện mịt kiếp. Đấy, ngày xưa bao nhiêu cái vụ nói kiện nhau rồi, có thấy chúng nó kiện không? Giờ nào là cái con nào bán hạt xoàn, nạp hạt xoài gì đấy, bỏ kiện đấy, thằng ca sĩ gì đấy. Giờ lừa nó lấy cái nhẫn của nó rồi này kia, kiện chưa? Ra tòa chưa? Hả? Mang cái đấy ra kiện, một cái nhẫn ví dụ như một cái hạt gì đó bao nhiêu tiền ấy, mẹ mang ra tòa một lần thôi gấp mấy cái nhẫn đấy, rồi liệu chúng mày có kiện không? Toàn bọn lên trên này mẹ lừa mấy cái thằng chả biết con bà gì. Ui nhìn phía sau thì còn ối giời ơi nữa. Nhìn đâu, đúng không? Mọi người biết không, làm cái bánh này ở Việt Nam chắc bán cũng được đấy. Nhân gạo nếp, bột nếp, xong ở trong là nhân nhân mặn chiên lên. Mình mà về Việt Nam chắc mình làm một cái nồi bánh chiên xong mang ra ngồi bán nhỉ, chơi cho đỡ buồn nhỉ. Trời ơi, sống ở đâu mà có đầu óc, có suy nghĩ, biết cách sống thì ở đâu mình cũng thoải mái, cũng sung sướng hết à. Chứ đâu có nhất thiết phải đi Tây, đi tiếc gì đâu. Tại sao ngày xưa mình đi Tây? Mình chả biết con mẹ gì hết ở bên Tây, đã đi bao giờ đâu không biết. Thì cứ thấy người đi trước quảng cáo rồi gửi tiền gửi tiếc về thì tưởng ở bên này dễ sống lắm, thì cứ xô lấn chen đẩy nhau mà đi thôi chứ biết con mẹ gì. Rồi em bảo là cái gì bỏ nước đi nên là cái gì cũng do những cái người ở bên này thôi đó. Đi về xong rồi làm như mình nhiều tiền lắm, xong rồi về xong rồi là quảng cáo đủ thứ, bên này sướng lắm. Thế này á, chỉ việc ăn thôi, không có tiền thì chính phủ nó cho, đúng nó cho thật. Nhưng mà không đi làm nó cho ăn trợ cấp, có. Nó cho ăn trợ cấp nhưng mà nó gọi lên, gọi xuống, phỏng vấn lên, phỏng vấn xuống. Nhớ không? Nó, ví dụ như là tuần nào nó cũng gọi phone lên, nó gọi lên phỏng vấn rồi nó bắt làm cái này, nó bắt làm cái kia. Nó vẫn cho mình nhưng mà nó hành cho đủ thứ chứ đâu nó có để im cho mình để mà ăn trợ cấp đâu.
hiểu không? Nó chốc nó lại gọi lên, nó đi tìm việc chưa? Hay là mỗi 2 tuần nó bắt là phải nộp đơn cho nó một lần. Nộp đơn là điền là đi đâu kiếm việc, kiếm chỗ nào, địa chỉ ở đâu, số điện thoại ở đâu, đưa cho tao xem. Đó. Xong rồi nó cho tiền, nó cho. Nhưng mà nó hành đủ thứ, nó hỏi đủ chuyện. Nó không để cho mình yên đâu. Đúng không? Đừng có nghĩ đơn giản như là nó cho mình ăn mà nó để cho mình ngồi. Ngày xưa đấy, cái thời mình mới qua đây thì có thật. Thích đi làm này đi, không đi thì thôi, nó chẳng có bắt bẻ gì mình hết. Sang đây một phát là nó cứ cho ăn trợ cấp tôi. Thì bắt đầu cái người ở bên này bắt đầu khôn lắm, xin được việc là vừa ăn trợ cấp vừa đi làm. Cái thời gian mình mới qua đây này, sướng lắm. Có thật. Nhưng mà rồi từ từ cuộc sống nó khó khăn, mình nói từ xưa rồi. Rồi nó từ từ nó cũng giống như cái thời 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 bao cấp thôi, như rằng ấy, thấy không? Nhiều người không hiểu bao cấp tại sao mà cái thời đó này làm như vậy, thì cái đợt dịch vừa rồi thì tất cả đều họ đều đều hiểu tại sao có cái thời bao cấp như thế. Đúng không? Giống như là mình đi ra tiệm ấy, mình mua cái giấy lau mồm thôi, nó cũng gia hạn cho mình mỗi người được 2 cái hộp như thế này này, được mua 2 hộp thôi đấy, bao cấp đấy, nên chỉ có hạn thôi, mua nó phải làm như thế chứ không thì những cái người ta cứ mua hết rồi những người khác không được mua. Đó là lý do tại sao mà cái thời về cộng sản ngày xưa mà phải dùng đến bao cấp là như vậy đấy, nó khổ như thế đấy. Thì bây giờ ở bên hải ngoại này cũng được hưởng cái cảnh đấy đấy, cũng phải đi mua cũng có hạn thôi, nó không cho mua ồ ạt. Đó là lý do tại sao mà phải cần có bao cấp, có nghĩa là thời cộng sản người ta đã dùng từ xưa rồi, bây giờ bên này phải dùng lại. Mua mua giấy vệ sinh thôi mà còn phải gia hạn mỗi người được mua 2 hộp. Đấy, vừa xem hàng kali này, có con bé nó lên nó đẻ 2 đứa con xong rồi lấy chồng, không bị chồng đánh. Ôi rồi ôi, tại sao không đi xong rồi không ra chỗ cái gì nhở? Mình cũng không hiểu ở bên bên Mỹ như thế nào nhá. Bên Úc này này, ví dụ như cái trường hợp như thế đấy, là đi ra hội phụ nữ, nếu mà không biết tiếng thì nó có cái nơi đây phiên dịch. Rồi mình gọi phone lên, mình hỏi người ta là tôi có cái hoàn cảnh như thế, giờ cần giúp đỡ, tôi phải đi như thế nào, như thế nào. Thì ở trên phiên dịch người ta sẽ tìm cho mình. Rồi á, mình cũng chẳng hiểu tại sao cái con bé đấy đi sang đấy nó nói là nó không được cái tiền gì cho 2 đứa con chồng nó giữ. Tại sao nó giữ con mà chồng nó lại lấy tiền của cái 2 cái đứa đấy, mà lại nó lại qua hội phụ nữ rồi mà hội phụ nữ này không 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 nói cho nó biết cái trường hợp đó, thì mình chả hiểu. Mỗi nơi một kiểu hay là như nào ấy, chứ còn ở bên Úc này chồng đánh đập vợ hay là cái gì ấy, nó cũng đi ra ngoài xin ở những cái hội hội người người ta giúp đỡ, nó có cái những cái cơ quan ấy, nó giúp á. Cho nên những ai mà gặp những cái trường hợp đấy mà không biết, nhưng mà thời nay mình nghĩ là ai cũng biết rồi, chẳng cần phải phải nói. Không biết thì lên trên mạng này điền chữ Việt vào cũng được, ở trên mạng nó cũng cho mình biết, không cần phải biết tiếng Anh cũng được. Mình hỏi là cần giúp đỡ gia đình, chuyện gia đình đó là nó cũng chui ra hết à. Mà mình chả hiểu tại sao mấy cái người Việt mới qua đây mà hay là không biết cái gì á, chả biết cái gì cả. Đó. Thời buổi này mà còn khờ đến mức độ như vậy thì mình cũng chả hiểu tại sao. Thôi.
Có ai có ý kiến ý cò gì nữa không? Lâu lắm rồi cũng như bọn ba que ấy, mình thích nói chuyện cái bọn ba que nhưng mà bây giờ ba que nó không còn nữa rồi nên chả có cái đề tài gì để nói nữa. Em ngồi buồn buồn ở đây thì mà rau ở bên này các bạn biết không, đắt thấy ông bà ông bài. Một cái rau rau xà lách ấy, mà nó bằng đây thôi 9 đồng một cái. Một mớ hành á có khoảng 5 6 cộng thôi mà 2 đồng rưỡi, 3 đồng cũng có, nơi nó bán cả 3 đồng. Rau ở bên này cực đắt. Mình bây giờ mình trồng rau rồi, trồng một được mỗi cái cải xanh, cải cải bẹ, muối dưa đó, trồng muối dưa rồi luộc ăn, rồi lâu lâu rồi không có rau ăn ấy, thì nhảy ra vườn cái hái vào ăn rồi nó đã, còn gì sướng hơn nữa đúng không? Ở Việt Nam ấy, nhà mình cũng trồng khoai khoai lang á, mình cũng hay nghịch lắm, trồng hoa trồng cây các thứ. Thế là mùa hè mùa mưa không có gì ăn, xong có cá khô, xong rồi ăn cá khô, có cái bếp dầu á, nấu cơm cho đi vào trong nhà luôn, vào trong không phải xuống bếp, ngồi ở trong trong phòng ấy, nấu nấu xong ra hái khoai lang vào luộc lên ăn. Đấy, cuộc sống lúc nào mình cũng cần phải cái sáng kiến đúng không, đi đâu cũng vậy à, phải khắc phục cái hoàn cảnh, mình phải luôn luôn thích hợp thôi, chứ nói sướng hay là hạnh phúc như thế nào, gọi là hạnh phúc như thế nào là sướng. Ok, chào mọi người nhé, có vào đây chơi vui vui rồi á, có cái đề tài gì hay hay á, cho tớ biết tớ nói cho nghe. Giờ tớ ngồi đây nói tào lao chẳng biết nói cái đề tài gì, nghĩ được cái gì nói cái đó. Bình thường á, mấy hôm thằng con mình nó sửa xe thì nó lấy xe của mình đi, xong rồi hôm nay nó có xe đi làm rồi á, thì ông xã mình lại cái chìa khóa ông hôm qua ông ấy lùi cái xe ra thì ông lại đút vào trong túi áo ông ấy, xong rồi ông mang đi làm thì cuối cùng cũng có xe nhưng mà không có chìa khóa. Thế là ngồi đây. Nhưng mà cũng hay lắm mọi người, mình không có xe đi thì mình cứ ngồi đây, mình ở nhà mình làm được nhiều thứ rồi tiết kiệm được tiền, chứ có xe là cứ nhông nhông ngoài đường ấy, xong rồi đi shop mua lung tung tốn tiền không, mà cái xe của mình nó bé tí tẹo teo á. Thì tại vì mình cái mình cũng không có nhu cầu cần phải đi xe lớn hay là cái gì đấy, có cái xe bé bé thôi, đi ra chợ mua đồ ăn hay là đi chỗ này chỗ kia nó bé bé thôi. Mình rất là thích cái xe của mình tại vì nó bé, nó đỡ phải mất nhiều xăng. Đó, thằng con mình nó con vợ của nó ngày xưa nó có cái xe nhỏ nó bán, mình mua luôn. Đi từ đó, hồi đó đến giờ chả có hỏng thì mang đến nó sửa. Không? Đi đổ xăng thì xăng nó rẻ hơn những cái xe lớn, nó rất tiện lợi, kinh tế, đó là kinh tế. Chứ còn mình không có nhu cầu mua xe đẹp hay là cái gì để làm gì, không? Trả góp chết mẹ luôn. Xong bắt đầu sửa chữa đủ thứ đau đầu, đi được là được, không đòi hỏi nhiều. Ok mọi người ơi, chả có đề tài gì nói chuyện đâu, nói chán. Chúc mọi người luôn luôn bình an nhé. Quên cái bọn ba que xỏ lá ở bên này đi, chúng nó mà nhí nhúc cái gì đó là mình chửi bỏ bố chúng nó, nhưng mà bây giờ chúng nó hết rồi, hết hơi rồi, nó chả làm được cái gì đó. Còn cái thằng cái gì quân trương ở bên này á, nó nói về cái gì nó nói là cái thằng em ngu. Cuộc sống ở bên này người ta luôn luôn người ta nghĩ đến
làm ăn tiền bạc tương lai. Sau này ví dụ mình còn phải về quê hương mình nữa chứ, cứ ngồi đây mà chống phá để làm cái gì, rồi ảnh hưởng đến tương lai con cháu mình nữa, đúng không? Ví dụ sau này mình có cơ hội mình về Việt Nam mình làm ăn thì cái đó cũng là một cái con đường của mình cứ chống phá rồi chửi bới rồi để làm cái gì, được cái gì, được bao nhiêu một tuần đó. Rồi gia đình mình, con cháu mình sau này chẳng, ví dụ nhé, mình có con sau này nó đi học một cái môn gì đó hay là một cái công việc gì đó, nó về đất nước nó phải nói chuyện với người Việt Nam, hay nó về Việt Nam nó làm ăn rồi, úi giời ơi, đến lúc thằng bố thì cứ chửi, đúng không? Nó ảnh hưởng nhiều lắm chứ, cái thị trường Việt Nam hàng bao nhiêu triệu dân như thế, ở bên này đi chửi cộng sản được bao nhiêu một tuần, bên này bọn cộng đồng nó cho bao nhiêu một tuần, ngu. Chào chào bác Cầm Nguyễn nhé, chào anh Cầm Nguyễn. Chào tất cả mọi người, có ai vào đây nói chuyện tào lao ấy, tại vì mình lâu không lên đây tại chả có cái đề tài gì, mình thì chỉ thích chống lại cái bọn ba que ở bên này thôi, tại vì nó làm cho người dân mình nghèo đi là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa nó làm cho ô uế cái mặt của những cái người sống ở bên hải ngoại này, người ta không có thích đi ra ngoài, người ta cầm cờ, người ta đấu tranh, đấu cái gì, đấu cho thực tế ở bên này đi, chẳng hạn như ở bên Mỹ kìa đấy, Trump đang mất tự do ấy đây, bị khóa mõm này, bị nhảy FBI nó vào thẳng nhà này, nó không có đưa lệnh khám nhà ra này, nó cứ thế nó lấy đồ đi thôi này, đấy đứng lên ấy, quyền lợi của mình đấy, chống đi, dám không? Toàn những đói thối mồm ra nắm chuyện, chẳng qua cũng do cái bọn lãnh đạo cộng đồng thôi, mình chửi nó từ xưa đến nay rồi, chúng nó chỉ vì tiền thôi, đúng không? Chúng nó chỉ sống, chúng nó chỉ bày đàn thôi. Đó, một thằng nó vào nó xui thằng này thằng kia chống cộng, bắt đầu ông này chống bà kia chống chống để cho có đàn, làm được cái gì hả? Có ba mống cộng đồng thôi mà còn chả làm ăn được lên cái tích sự gì mà lại đi chửi một cái cộng sản thế độc tài mới thế nọ thế kia, mình chả biết độc tài hay là không độc tài, nhưng mà ít ra đó người ta cũng cũng cầm quyền được bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu chục năm rồi, mà trong khi các ông các bà bên này á giỏi thế, chống cộng rồi á, cộng hòa rồi, bên này cái thế giới tự do như thế mà các ông các bà không bảo ban đùm bọc được nhau mà còn đi chửi cộng sản, chống chống người ta, chống cái gì, chống để làm gì mới được chứ đó. Người Việt Nam mình nghĩ người Việt Nam, người ta ở Việt Nam mình người ta ngu lắm mà. Ta đâu có ngu đâu. Những người ở Việt Nam mà ngu thì đã không đánh được Pháp, không đuổi được Nhật, không đánh được cho các ông các bà chạy tụt cả quần ra, đúng không? Nhiều người bảo chứ cộng sản, tại cộng sản nó tuyên truyền. Tuyên truyền tại sao các ông các bà cũng tuyên truyền mà không tuyên truyền được? Những cái người sống ở đây người ta theo các ông các bà đi đó, chỉ cần nói chuyện đơn giản như vậy cũng hiểu được, người ta theo cộng sản hay theo các ông các bà, trong khi các ông các bà chả biết cái con mẹ gì, chỉ được cái gào to bên này thôi, chả làm ăn được cái gì cả. Cho nên là dạo này các ông các bà im rồi, cho nên mình cũng buồn, chả có cái đề tài gì để mình nói. Hôm nay vui vui vào đây ngồi đây làm bánh rồi nói thôi,
Với này hơn nữa, tại sao ở trong Facebook mình không có người quen, không có bạn ở, mình không có kết bạn với những người bạn ở bên này vào Facebook? Lý do là vì mình thích chính trị, mình thích nói chuyện chính trị, mà mình lại không thích nói chuyện chính trị với người quen. Nó hay gây ra mâu thuẫn lắm các bạn biết không? Mỗi người một tư duy, mỗi người một cách sống, mỗi người một sự hiểu biết. Bạn hiểu về chính trị theo kiểu này, tôi hiểu chính trị theo kiểu kia. Nếu mà người hiểu biết mà tranh luận ấy, thì luôn luôn phải có hai phía đúng không? Thì nó mới ra là một cái tranh luận. Nhưng mà thường ấy, những người người ta không hiểu biết thì người ta tranh luận nhưng người ta cãi nhau. Trong cái tư tưởng của người ta sẽ chửi mình. Đó. Mình không đồng ý với người ta thì người ta sẽ cho mình là thế này thế nọ thế trái. Cho nên mình không bao giờ thích nói chuyện chính trị với bạn bè. Tại mỗi người mỗi kiểu mà. Gây mất đoàn kết với nhau là ở cái chỗ đó. Mình tranh luận, mình đã gọi là chính trị là phải tranh luận. Mà khi tranh luận là không không được cáu. Đó, thế thì mới gọi là chính trị, hiểu biết về chính trị. Còn đã, một khi mà tranh luận mà đã chửi nhau xong rồi bắt đầu từ bạn bè xong thành ra thù hận nhau ấy thì đừng bao giờ nói chuyện chính trị. Mà tốt hơn hết là tránh là cái hay nhất. Cho nên ở trên này ấy, những người bạn của mình ở ngoài đời ấy, không bao giờ mình kết bạn. Là lý do là như thế. Bạn là nói chuyện tình bạn thôi. Nói chuyện cuộc sống. Còn những người thích nói chuyện chính trị thì ở trên này mình nói chuyện chính trị nó chẳng động chạm đến ai cả. Không có chửi nhau được. Chứ còn như cái bọn là Ngụy Vũ mấy con bé tí, úi rồi ôi kết với nhau xong bắt đầu nói chuyện, biểu tình, biểu tung rồi làm ra cái trò này, làm ra cái trò kia, cuối cùng cãi nhau như chó mèo. Bây giờ đang chửi nhau ở trên mạng ấy. Mình vào mình nghe nó, mình buồn cười quá. Mình mở cắn nhau, thân nhau lắm rồi cắn nhau đau đó, anh em rồi nên nói nó dẫn dắt cái cộng đồng Việt Nam á. Tại sao mình người Việt Nam mình để cho cái bọn danh con ấy nó dẫn dắt mình đó, tại mình thiếu hiểu biết, tại mình đú theo đàn, mình phải có cái chính kiến riêng của mình đúng không, chứ không phải đi theo đám đông. Cái đám đông nó làm cái gì xong mà mình cũng đi theo nó, xong mà cũng cũng học đòi, cũng đua đòi, cũng theo cái bọn đấy, chả ra làm sao cả. Ok vậy đi nhá, bye bye, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe.